Waze, ứng dụng nghe âm thanh podcast và online radio trực tuyến số 1 Việt Nam với hơn 500.000 chương trình từ các nhà sáng tạo nội dung và YouTuber hàng đầu Việt Nam. Tải ngay ứng dụng Waze để nghe chương trình VFact mọi lúc mọi nơi trên iPhone và Android. Link tải ứng dụng ngay dưới mô tả video này. Xin chào, rất vui. Chúng ta được gặp lại các bạn trong Bạn Hỏi VFact Trả Lời, nơi mà bạn sẽ hỏi theo cách của bạn và nhận được những câu trả lời theo cách của chúng tớ. Ngay bây giờ, let's go! Bạn Hoàng VN muốn biết nếu một người không đại tiện trong 50 năm thì sẽ ra sao? Thực ra thì mình không định trả lời câu này đâu, cơ mà tại bạn yêu mình những 3.000 nên mình mới động lòng đấy. Trước hết, hãy cùng thống nhất với nhau rằng việc chút bỏ cái gánh vừa nặng vừa thối ra khỏi cơ thể chúng ta vào mỗi buổi sáng không chỉ mang lại cho bạn một sự khoan khoái không hề nhẹ, nó còn khiến bạn giảm cân theo nghĩa đen, đồng thời tạo ra không gian để chứa những thứ mà bạn sắp nạp vào cơ thể. Nói vậy để thấy rằng việc đại tiện nó là một phần tất yếu của cuộc sống và rằng câu hỏi của bạn Hoàng chỉ mang tính giải đáp những thắc mắc nhão ngơ trong cuộc sống chứ không có ý khuyến khích việc nhịn ị nhà anh chị em. Ok, quay trở lại với câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhịn ị trong suốt 50 năm cuộc đời? Câu trả lời, một cách ngắn gọn đó là nhiều khả năng là bạn sẽ chết, hoặc nếu may mắn hơn, bạn sẽ sở hữu một cục phần siêu to khổng lồ. Thật vậy, theo một bài viết trên scoopoof.com, một thiếu nữ 16 tuổi người Anh đã chết vì đau tim sau khi nhịn ị 8 tuần, tức là khoảng 2 tháng. Vẫn theo bài viết này, lượng phân tích tụ trong suốt 2 tháng đã khiến ruột cô gái phình to, chèn ép khoảng ngực, chiếm chỗ các phủ tạng khác và cuối cùng dẫn đến cái chết. Đây là điều thường sẽ xảy ra nếu như bạn nhịn đại tiện quá lâu. Tuy nhiên, nếu bạn mắc phải bệnh Hirschsprung hay bệnh ngoại phình đại tràng bẩm sinh, bạn sẽ sở hữu siêu năng lực nhịn ị khá là bá đạo. Bệnh Hirschsprung có bản chất là một dị tật bẩm sinh, trong đó tế bào thần kinh tại một số phần của ruột bị thiếu, gây tắc nghẽn đường ruột, cản trở sự bài tiết tự nhiên của phân và gây ra chứng táo bón mãn tính. Trên thực tế, lịch sử từng ghi nhận một người đàn ông xấu số mắc bệnh Hirschsprung đã không thể đi ị trong suốt 13 năm. Anh ta qua đời ở tuổi 29 với phần ruột già dài 7,62m, chu vi lên tới 2,4m và chứa 18,1kg chất phân. Đoạn ruột già với tên gọi siêu ruột già Mega Colon này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Master, Philadelphia, Pennsylvania, nước Mỹ dành cho bạn nào đang quan tâm. Và nếu như bạn thấy Mỹ là một cái gì đó hơi xa xôi, thì vào năm 2017, các bác sĩ tại Trung Quốc đã cắt bỏ một đoạn ruột siêu to khổng lồ chứa 13kg phân của một bệnh nhân 22 tuổi giấu tên mắc bệnh Hirschsprung. Được biết, cục siêu phân có tuổi đời đúng bằng với tuổi đời của bệnh nhân kém may mắn tại thời điểm phẫu thuật khi mà anh này đã không thể đi ị kể từ lúc được sinh ra. Hãy trân trọng cái sự được đi ị một cách bình thường của mình nha anh chị em. Bạn Trần Quốc Tùng thắc mắc, con người có thể xây được tòa nhà cao tối đa bao nhiêu mét? Xây dựng những công trình cao ngút ngàn rõ là mơ ước của con người suốt hàng nghìn năm qua. Cùng với những tiến bộ công nghệ, các kỹ sư đã không ngừng phá bỏ những rào cản để có thể tạo ra những cột mốc mới. Danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới vì thế cũng liên tục đổi chủ. Tuy nhiên, đâu sẽ là giới hạn về mặt kỹ thuật đối với chiều cao của một công trình xây dựng trên trái đất? Nói cách khác, đâu là thứ cao nhất mà con người có thể xây dựng được trên lý thuyết? Hãy cùng ngược dòng lịch sử một chút nhé. Năm 2560 trước công nguyên, tức cách đây 4580 năm, tại kim tự tháp Giza, tên gọi khác là kim tự tháp Khufu hay kim tự tháp Cheops, được khánh thành và trở thành công trình nhân tạo cao nhất thế giới lúc bấy giờ với 146,7m, tức là gấp 1,27 lần cái cây cao nhất thế giới hay là gần bằng với chiều cao của một tòa nhà 50 tầng. Đại kim tự tháp Giza nắm giữ danh hiệu công trình nhân tạo cao nhất thế giới trong suốt 3.881 năm cho đến khi bị xoán ngôi bởi nhà thờ Lincoln ở Anh cao 160m vào năm 1311. 573 năm sau, năm 1884, đài tưởng niệm Washington ở Washington DC, Mỹ trở thành tân vương chọc trời với 169,046m. 5 năm sau đó, danh hiệu này được trao cho tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp với 300m. Những công trình cao nhất thế giới sau đó lần lượt là tòa nhà Chrysler cao 318,9m, Empire State Building cao 381m,
trung tâm thương mại thế giới World Trade Center cao 417m, Willis Tower cao 442m, tháp đồi Petronas cao 451,9m và đài Bắc 101 cao 509,2m. Và cuối cùng, tòa nhà cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, Burj Khalifa cao 828m. Nói đến đây, có lẽ bạn sẽ hơi buồn khi mà công trình nhân tạo cao nhất ứng dụng những kỹ thuật xây dựng tiên tiến nhất chỉ cao chưa đầy 1km. Ngay như hai công trình được cho là sẽ xoắn ngôi Burj Khalifa trong tương lai là tòa tháp Jeddah ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út và Dubai Creek Tower ở Dubai cũng chỉ có thiết kế cao lần lượt là 1 và 1,3 cây số. Câu hỏi đặt ra là xây một công trình cao thật là cao, khó đến như vậy sao? Câu trả lời là đúng vậy. Bỏ qua mọi yếu tố mà một chủ đầu tư thường phải cân nhắc trước khi xây dựng một công trình chọc trời như chi phí xây dựng, nhu cầu thực tế hay là khả năng thu hồi vốn. Chiều cao tối đa của một tòa nhà cũng chỉ có thể lên tới vài cây số. Thật vậy, trên lý thuyết, để nâng chiều cao của một tòa nhà, bạn chỉ cần không ngừng mở rộng phần móng đủ để chịu được tải trọng của toàn bộ công trình. Chớ trêu thay, trái đất không phải là một mặt phẳng, nó có dạng một khối cầu. Điều này có nghĩa là bạn không thể mở rộng phần móng của tòa nhà mãi mãi. Theo đó, cấu trúc lớn nhất mà con người trên lý thuyết có khả năng xây dựng dựa trên những loại vật liệu sẵn có ở thời điểm hiện tại, nhiều khả năng sẽ là XX4000, một tòa nhà chọc trời hiện đang nằm trên giấy với chiều cao thiết kế lên tới 4km, tức là còn cao hơn cả núi Fuji ở Nhật Bản. Và nếu như bạn đang nghĩ, ôi dào, tưởng nào có 4 cây số bọ, thì xin được thưa rằng để tạo ra được siêu công trình cao 4 cây số bọ này, bạn sẽ cần đào một siêu móng hình vuông cạnh 6km, tiêu tốn 3 triệu tấn thép cùng ít nhất 1.400 tỷ đô la Mỹ hay 32,57 triệu tỷ Việt Nam đồng. Để cho bạn dễ hình dung thì chi phí xây dựng của tòa Burj Khalifa chỉ rơi vào khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng tuy chỉ cao 4 cây số bọ, XX4000 được cho là có thể chứa cùng lúc tận 1 triệu người, đồng thời sẽ tác động trực tiếp đến khí hậu tại bất kỳ địa điểm nào mà công trình này được xây dựng. Và nếu như bạn là fan cứng của loạt video vũ trụ bài VFX, bạn hẳn còn nhớ những chiếc thang máy không gian Space Elevator, một hệ thống vận tải giả thuyết chuyên chở con người và hàng hóa từ trái đất ra ngoài không gian vũ trụ, bao gồm một sợi cáp với một đầu được neo trên bề mặt trái đất, đầu còn lại nằm trong không gian, vượt xa quỹ đạo địa tính, cách trái đất khoảng 35.786 km và được cố định bởi một đối trọng. Nghe thì có vẻ tiềm năng, thế nhưng điểm khoai nhất trong việc xây dựng một thang máy không gian đó là tìm ra loại siêu vật liệu có thể chịu được sức căng kinh khủng khiếp đầm tầm lợm khi bị quăng đi trong không gian. Trên thực tế, chỉ riêng việc tìm ra loại vật liệu có thể chịu được sức nặng của bản thân nó ở khoảng cách 35.786 km so với mặt đất cũng đủ để khiến các nhà khoa học tắt một hồi hột. Để cho bạn dễ hình dung thì một sợi titan, thép hoặc hợp kim nhôm với đường kính bất kỳ khi được treo thẳng đứng sẽ tự đứt ở chiều dài khoảng từ 20 đến 30km trước sức nặng của bản thân chúng. Các vật liệu sợi hiện đại như sợi Kevlar, sợi thủy tinh, sợi carbon hay sợi graphite cũng sở hữu chiều dài tự đứt chỉ từ 100 đến 400km. Hai ứng cử viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại là ống nano carbon và graphene cũng chỉ sở hữu chiều dài tự đứt gãy dao động từ 5.000 đến 6.000km. Tóm cho máy lại, công trình xây dựng cao nhất mà con người có thể tạo ra nhiều khả năng sẽ chỉ cao khoảng vài km mà thôi. Bạn Trương Nghiêm Xuân muốn biết nếu 7,7 tỷ người trên trái đất nuôi móng tay và móng chân thì nó sẽ dài đến mức nào và nó đi được đến đâu trong vũ trụ? Bạn không thể xác định một cách chính xác tuyệt đối độ tuổi của 7,7 tỷ người trên trái đất, không thể xác định thời gian sống còn lại của họ và rõ ràng là cũng chẳng thể duy trì một xã hội nơi mà mọi cá thể đều sở hữu những bộ móng tay và chân dài cả mét. Vậy nên, hãy cùng giả sử rằng ta có một team dân đúng 7,7 tỷ người với mục đích sống duy nhất trong suốt 70 năm cuộc đời chỉ là nuôi móng tay và chân để xem ta sẽ có chiếc siêu móng dài cỡ nào. Bằng một vài đường Google, ta biết rằng
Tốc độ phát triển trung bình của móng tay rơi vào khoảng 3,47mm mỗi tháng. Bằng vài đường máy tính cơ bản, ta tính ra được chiều dài tối đa có thể đạt được của một chiếc móng tay nếu được nuôi trong suốt 70 năm cuộc đời rơi vào khoảng 2,91m. Nhân con số này với 10 ngón tay của mỗi người và với 7,7 tỷ người trên thế giới, ta có tổng chiều dài của toàn bộ lượng móng tay trong thí nghiệm ngày hôm nay rơi vào khoảng 224 tỷ 070 triệu mét hay 224 triệu 070 nghìn km. Móng chân thì mọc chậm hơn móng tay một chút với trung bình khoảng 1,62mm mỗi tháng, tương đương với 104 triệu 782 nghìn km móng chân của 7,7 tỷ người trong 70 năm. Cộng tổng chiều dài móng chân và tay, ta sẽ có chiếc siêu móng dài 328 triệu 851 nghìn 060 km. Nghe thì có vẻ ghê gớm, thế nhưng 328,85 triệu km chỉ tương đương với quãng đường mà ánh sáng đi được trong hơn 18 phút và sẽ chẳng thể đưa bạn đến được quá nhiều nơi trong vũ trụ khi mà ngôi sao gần mặt trời nhất cách chúng ta tận 4,24 năm ánh sáng hay 40,1 nghìn tỷ km. Nói đi thì cũng phải nói lại, với 328,85 triệu km, bạn sẽ có thể đi từ trái đất đến mặt trời hoặc quả tinh, vòng về, sau đó đi tới mặt trăng và vòng về khoảng 36 vòng nữa. Xa hơn một tí, bạn có thể lên đường đi tới Mộc Tinh, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, sau đó dừng lại ở giữa hành trình do hết móng tay. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.